Ok, hello, xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đã trở lại với kênh Vlog Thùy Đẹp Trai của mình. Thì ngày hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cái cách mà lách video, lách phim thành công 100% của mới nhất của năm 2020 nhá. Mình cũng không khuyến khích các bạn lách, nhưng mà mình sẽ lách cho các bạn xem ha. Tại vì lách này á, có thể là đảm bảo các bạn là mình sẽ lách qua được hết tất cả robot của YouTube, nhưng người ta bắt bạn bằng tay á, bằng thủ công á, thì các bạn vẫn phải dính nha. Ok, thì đây mình sẽ tải video về ha. Mở thư mục có chưa ta? Đây rồi, có đây rồi nha, mình tải về đây rồi. Bây giờ mình xóa bớt cái này đi á. Đây mình để cái phim này lại đây, các bạn, phim vừa tải về đây nha. Ok. Thì đây, mình sẽ dùng cái phần mềm này mình lách cho các bạn xem. Đầu tiên các bạn phải vào một cái kênh trang phim nào đó trên trình duyệt ha, trang nào cũng được, trang này cũng tải được, trang này cũng tải được này. Cứ miễn là mấy cái phim đây mình lấy cái phim này là phim của TVB lồng tiếng, phim xưa nhá. Đây, mình sẽ làm một cái mới. Ok, mình sẽ đưa cái tập phim này vào. Thì để khỏi bản quyền nha các bạn, đầu tiên thì các bạn cắt bỏ cái đoạn đầu đi. Đây, cắt bỏ cái đoạn đầu tiên đi. Thứ nhất là bỏ đoạn đầu, đoạn nào mà nó có nhạc ạ. Đây, bỏ qua cái đoạn nhạc đi ha. Chờ xíu nha. Tại vì cái đoạn nhạc đầu, nhạc cuối là hay bị dính bản quyền lắm. Nó liên quan đến nhạc là nó dễ bắt lắm. Tốt nhất mình làm phim mình không lấy nhạc ha. Ở giữa mà đoạn nào mà nó có nhạc là nó cũng bắt bản quyền hết á. Đây này, bắt đầu từ đây chắc là hết nhạc rồi này. Đó. Bắt đầu mình lấy từ đây đi ha. Lấy từ đây. Cắt ra. Giờ mình xóa bỏ đoạn đầu đi này. Rồi. Thứ hai nữa thì mình sẽ kéo cái phim này ra. Để mình đưa lốt ra đây cho nó sáng sáng, đưa ra cái đoạn nào sáng sáng cho dễ kéo. Dễ nhìn này, dễ kéo nha. Mình đưa ra cái đoạn ánh sáng nó đó, ok, đoạn này thì dễ kéo hơn này. Mình kéo cho nó đó. Kéo cho nó thành màn hình 16:9 nha. Đó. Tại vì cái khổ mình đang muốn xuất video là khổ 16:9 ha. Còn cái video đào trên mạng về nó đang là 4:3, các bạn nhìn này, 4:3 nó vuông vuông vậy á. Mình sẽ kéo ra như vậy. Và cách thứ hai nữa. Đây là bước đầu tiên là mình sẽ kéo ra như vậy. Bước thứ hai các bạn sẽ tăng cái tốc độ video lên giúp mình. Vào đây. Các bạn tăng lên. Gõ thêm số 1 vào đây. Đấy. Nó đang là số 0 chứ các bạn, đổi số 1 ha. Nó đang là 1.000 thì mình đổi là 1.100, nó sẽ tăng tốc độ lên. Rồi, sau khi đổi đổi xong rồi thì chúng ta tiếp tục kích hai lần vào video để chúng ta vào đây, chúng ta lật ngược video, ok chưa? Rồi, bước thứ ba chúng ta cho cái màu video nó khác đi chút xíu, đứng đây, mình cho đây. Đó, màu này nó sẽ đã khác màu gốc rồi đó. Đúng. Đây thử xem là màu gốc bình thường này. Đó, màu này mình cho sang màu khác này. Đúng chưa? Khác màu rồi này. Thứ nhất là mình đã kéo video, kéo giãn video này. Thứ hai là mình đã tăng tốc độ. Thứ ba là đã đổi màu. Đó, có ba cái bước đó thôi. Và tiếp tục muốn xóa logo này thì cũng dễ thôi. Edit của Lý Bạch đó. Bây giờ mình sẽ xóa logo nha. Xóa logo thì các bạn vào đây. Vào Ulti. Hình như vào đây phải. Mình không nhớ phải cái này hay cái nào ta. Từ từ á, mình kéo từng cái mình mới nhớ được, hình như cái này hay sao á. Đúng rồi. Đây vào cái này. Bây giờ mình đưa lên đây thì mình xóa logo cái logo này đi.
Ôi từ đã, em mạnh quá. Ôi chết rồi. Giờ mình khóa cái lớp phim video lại đi, để chỉ xử lý cái lớp này thôi cho nó dễ, nó đỡ bị kéo ha. Giờ chọn xuống cái này, kéo sát ra, các bạn nhìn này, đẩy kéo ra này, nó tới đâu kéo lại vừa 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 qua cái logo một xíu là được rồi đó, như vậy thôi, không cần phải qua nhiều. Dùng sức đi. Đó, như vậy là xóa logo đó. Thì bây giờ mình sẽ đưa cái này kéo rộng ra. Đoạn cuối thì chúng ta cũng phải cắt nhạc đi nha. Đấy, đoạn nhạc này phải cắt đi này. Căn này, căn cắt đoạn nhạc đi không thì là dính bản quyền á. Quên mất chú là người cha gương mẫu mà. Vậy đi, tối nay gặp à, tối nay gặp. Ê, mượn xe đạp chạy cái đã. Đạp chạy cái đã. Để ủng hộ xin làm cảm ơn. Đó, ok, có cái tiếng nhạc rồi đó. Bây giờ chúng ta cắt luôn, không là nó vào bài hát. Cái đoạn này mình, đây mình mở khóa ra đó, cắt luôn, cắt đoạn cuối luôn. Ok. Đó. Như vậy là bây giờ cái bản phim này thì mình đã lách xong rồi đó. Giờ chỉ việc xuất phim thôi. Không đúng, 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 đúng. Im lặng, im lặng, còn nữa, còn nữa. Cần thiết các bạn cho thêm một cái logo lên đây. Ví dụ cái logo của mình. Ở đây thì mình có logo gì ta? Mình thì chẳng làm cái logo gì cả. Thí dụ thôi ha. Hay là mình đưa cái logo của mình vào cũng được. Rồi ok. Giờ mình sẽ đưa cái logo của mình vô. Hoặc là đưa cái này, hình này vẫn được, đăng ký đúng không, vào bên cạnh kiểu thế thôi. Mình sẽ đưa cái logo của mình rồi đây, cái logo đây được chưa, ok chưa, nhìn chất chơi người dân phải rồi. Tôi sẽ phụ cái cuốn sách luôn cho mà. Đồ trong thùng xác này giá trị lắm, lát nữa hai con nhào tới nhà luôn rồi xuống biển không có xong được đâu. Tụi con sẽ cẩn thận mà. Đó. Nè, sư phụ kỳ lạ khó hiểu thiệt. Phải đó, con biết giấu cái gì trong thùng sắt đó nữa. Khó hiểu. Rồi, ok. Bây giờ chỉ có vậy thôi. Vậy chúng ta xuất xuất video. Tí nữa mình sẽ úp lên cho các bạn thấy là nó ok nhá. Bây giờ mình ok, xuất luôn. Xem nào. Xuất, mình chỉ làm thử cho các bạn nên mình sẽ làm chất lượng thấp thôi. Cái này là bao nhiêu? Cái này là 8.000, cái này 6.000. Rồi, cái này là chất lượng thấp nhất rồi. Âm thanh mình cho 128 thôi, cho nó nhẹ nhẹ. Xuất cho nhanh. Ok. Rồi, vậy thôi. Giờ bắt đầu mình xuất nhá. Xuất một bộ này khá cũng khá là tốn thời gian đấy. Mình sẽ phải tí nữa mình sẽ phải cắt bỏ cái đoạn xuất video này tại vì nó hơi lâu đó. Xem thời gian nó mất khoảng bao lâu này. Ui xôi, tại vì bộ phim này nó dài cả tiếng lận. Ba mấy phút, 37 phút rồi à. Đây, như các bạn nhìn thấy đấy, nó khoảng hình như là 40 phút. Đây. Đó, nhìn con chuột của mình chỉ đây thì nó là rơi vào khoảng 40 phút. Nó xuất phim thì nó đang nhảy lộn xộn, là lúc thì 1 tiếng, lúc thì 2 tiếng. Có thể là lúc thì đó, nhảy lộn xộn đấy thôi. Rồi. Xíu nữa mình sẽ úp lên cho các bạn thấy nha. Ok.
Ok. Và như vậy thì bây giờ clip đã render xong. Mình sẽ mở vào để xem thử nha. Đây, cái clip mà mình vừa tạo ra đây. Xem thử nha. Kiếm một phần thôi. À, thím à, tiền là vật ngoài thân, thím không thể mang xuống dưới được đâu. Hay là thím chúng tôi hưởng, hôm khác chúng tôi sẽ hóa thêm chút rồi. Nói hay lắm. Bọn Tây Dương muốn chia cắt Trung Quốc của chúng ta. Chúng ta nhất định phải đoàn kết nhất trí. Để xin lỗi nói sao hả? Hay lắm. Đó, ok nha. Bây giờ mình sẽ úp lên. Đây, mình sẽ úp lên một cái kênh YouTube. Kênh vệ tinh, nói chung là một kênh, mình có nhiều kênh YouTube lắm. Kênh này mình sẽ úp lên. Phải kênh này chúng ta. Từ nha. Đây đúng rồi, kênh này đây. Bây giờ mình sẽ úp lên nha, tải video lên nè. Rồi, ok. Chọn nó này. Chọn đường dẫn đến cái video vừa xuất ra. Rồi. Ok, bây giờ mình để như vậy đi. Cho nó tải lên, nó đang tải lên 0% này. Chờ xíu cho nó xong nhá. Đây mình tải lên để test thôi ha. Tải lên có vẻ hơi chậm ấy. Ok, mình đi làm ly cà phê. Rồi một chút xíu nữa nó xong thì xem tiếp ha. Tạm dừng để đi làm ly cà phê đã. Ok anh em. Thì sau khi đi làm ly cà phê thực ra đấy, đã xong rồi này. Tải lên này. Đã xử lý xong này. Thực ra nó tải do từng cái trình duyệt nhá các bạn nhá. Nếu mà là cái trình duyệt của Google thì nó tải lên rất chi là nhanh. Google Chrome hoặc là Facebook thì nó tải lên rất chi là nhanh. Đây là trình duyệt mình đang xài là Cốc Cốc. Cho nên nó tải hơn 1 tiếng nó mới lên xong. Chính xác là hơn 1 tiếng. Thì bây giờ nó lên rồi ha. Giờ mình sẽ vào xem nó có bị bản quyền hay bị gì không này. Bản nháp này. Đó đúng không? Không có bản quyền, không có gì luôn này. Còn đây là bên dưới này thì các bạn nhìn thấy đây một cái phim mình đã phát hành ngày 31 tháng 7. Thì bây giờ là 15 tháng 8 rồi, đúng không? Và đến bây giờ phát hành công khai cũng không có bản quyền không gì cả. Đúng không? Còn đây là đang là một bản nháp. Bây giờ mình sẽ xuất bản nó luôn ha. Tiếp theo này. Không phải nội dung dành cho trẻ em. Tiếp theo này. Tiếp theo này. Bây giờ mình sẽ công khai, đặt ở chế độ công chiếu ngay. Đó. Rồi bây giờ nó đang công chiếu rồi ha. Thì bây giờ mình sẽ cho các bạn xem cái video clip mà mình đã công chiếu cách đây khoảng nửa tháng ha. Không hề có bản quyền này các bạn nhìn nha. Lượt xem thì rất ít, tại vì kênh này mình chỉ để test thôi. Mình không có sell, không đồ gì ha. Các bạn cần phải sell phim, sell kênh, sell thẻ táp, các thứ lằng nhằng vào nữa nhá. Thì nó mới nhiều lượt xem. Còn này là mình chỉ test thôi, mình không có sell ha. Đó, phim này là phim Lục Chỉ Cầm Ma. Lục Chỉ Cầm Ma thì mình viết là Lục Mã Cầm Chi. Để làm sao để... Cái này chỉ là để tránh cho người ta bắt thủ công thôi. Còn nếu mà bắt bằng robot, bằng vi tính YouTube thì hoàn toàn không thể bắt được. Tại vì nếu mà vi tính và YouTube thì nó đã có bị bản quyền thì nó đã bị ngay tại đây. Robot nó quét thì đã bị ngay tại đây, các bạn nhìn này. Đây này. Nhưng mà nó không việc gì ha. Chứng tỏ là mình đã qua mặt được YouTube, qua mặt được robot của YouTube ha. Ok. Nhưng mà cái này á, muốn
còn có đây này, đó những cái phim này này, khiếu lại bản quyền này, mình test lên này, bên dưới này thấy không, cái này á, đó là do nó bị dính bản quyền. Dính hay không là khi các bạn chỉ cần là test, chờ nó xử lý xong á là biết liền. Thì cái này sau khi mình úp lên một cái là nó đã báo bản quyền luôn rồi ha. Con này mình úp lên công chiếu đến nay là nửa tháng rồi không bị bản quyền, có nghĩa là ok. Chỉ cần các bạn chỉ cần úp lên ngay và luôn, sau khi xử lý xong mà nó báo không có bản quyền thì chứng tỏ là đã qua được mặt của YouTube rồi ha. Đó, như vậy đó. Và chúng ta xem cái clip mà mình vừa công chiếu này cũng vậy, không có bản quyền nha, rất chi là ngon. Đây này, đó, không có bản quyền bản đồ gì hết. Đây này, đang công chiếu này, đã công chiếu, hạn chế không có, không có gì hết, không có một cái gì ha. Rồi vào xem này. Đó, nó vẫn đang công chiếu. Đây, mình xem trực tiếp tại đây luôn này. Hey, mọi người đừng có mê tín quá. Viên ngọc này đẹp như vậy, bỏ vô miệng, đáng tiếc lắm. Tôi sẽ tặng nó cho người yêu của tôi. Cảm ơn. Được rồi, tiếp tục coi đi ha. Tự do bay lượn. Chấm media. Tin Giê-xu. Đó, đây là một bộ phim ma dài tập rất chi là hay, gọi là ma cương thi á. Rồi, ok, như vậy là mình đã vượt qua bản quyền rất chi là dễ dàng ha. Các bạn hãy làm theo những cái bước mà mình đã hướng dẫn trước đó. Đó, đây là mình xem từ khóa về cái kênh của mình, còn cái mô tả này các bạn cũng phải xem phim các thứ, xem vào đây ha, đặt tên cho phim. Đó, mình không khuyến khích các bạn like phim nha, tại vì lách phim thì có thể là vượt mặt được thằng YouTube, nhưng mà không thể vượt mặt khi mà người ta bắt bằng thủ công. Đó, bắt bằng tay ấy các bạn. Gọi là giống như bây giờ mình ra một cái MV mình hát, xong bắt đầu là thằng khác nó lại nhìn thấy cái thằng chủ của mình. Ví dụ như là mình là chủ, thằng khác nó thấy thì nó tải về, nó úp lên. Nhưng mình là chủ cái MV đó thì mình nhìn thấy. Mặc dù YouTube nó không báo cho mình, tại vì nó đã qua mặt rồi, nó không báo ngược lại cho mình, đúng không? Nó không báo ngược về cho mình, tại vì người ta đã lách qua được rồi. Nhưng mà vô tình mình nhìn thấy, đó, mình biết ngay là cái video đó của mình, nhưng mà người ta lách bản quyền thì mình sẽ bắt bằng tay được. Đó, phim thì cũng vậy thôi, có thể qua mặt được YouTube nhưng mà không thể qua mặt được con người, người ta bắt bằng tay nha. Hoặc có thể người ta bắt bẩn đó các bạn, người ta gọi là không phải của người ta, nhưng người ta cứ bắt bừa, người ta gọi là cạnh tranh nhau không lành mạnh ấy, người ta bắt để cho các bạn chết kênh á. Đó, cho nên là các bạn cứ suy nghĩ trước khi like hay không like thì là quyền của các bạn nhá. Mình thì mình không khuyến khích các bạn. Đó. Like là thành công 100% nhá. Ok. Nếu như mà các bạn like mà người ta bắt thủ công bằng tay thì các bạn phải ráng chịu ạ. Vậy thôi. Ok. Thì clip của mình đến đây là kết thúc. Nếu như bạn thấy hay thì cho mình một like và đừng quên subscribe kênh để ủng hộ mình nha. Bye bye.